Chị xin chào tất cả các bạn nhỏ đang xem kênh Nấm Mỡ. Hôm nay chị sẽ đọc cho chúng mình nghe bài thơ Chú Vịt Tôn của tác giả Vương Trọng. Chúng mình hãy cùng nhau lắng nghe bài thơ này nhé. Bài thơ Chú Vịt Tôn. Ả vịt bầu dưới ao sâu kêu cạc cạc. Chú vịt tôn đứng bên đường đòi rác rác. Này vỏ chuối ta vừa bóc, kia mảnh giấy sáng gói xôi, nọ chiếc lá cây đánh rơi, màu màu nhạt mang tận nơi. Vịt tôn sơi ao gợn sóng, vịt bầu bơi đường sạch bóng, vịt tôn cười. Bây giờ chúng mình cùng nhau lắng nghe bài thơ Chú Vịt Tôn một lần nữa nhé. Bài thơ Chú Vịt Tôn. À vịt bầu dưới ao sâu kêu cạc cạc. Chú vịt tôn đứng bên đường đòi rác rác. Này vỏ chuối ta vừa bóc, kia mảnh giấy sáng gói xôi, nọ chiếc lá cây đánh rơi, màu màu nhạt mang tận nơi. Vịt tôn sơi ao gợn sóng, vịt bầu bơi đường sạch bóng, vịt tôn cười. Vậy là bài thơ Chú Vịt Tôn đến đây là hết rồi. Các bé ơi, chú vịt bầu là chú vịt thật bơi ở dưới ao, còn chú vịt tôn là một cái thùng rác đấy các bé ạ. Chúng mình phải luôn vứt rác đúng nơi quy định, vứt rác vào thùng đựng rác và không xả rác ra môi trường để giữ cho môi trường luôn luôn xanh sạch đẹp các bé nhé. Chị cảm ơn các bé đã xem hết video của chị. Các bé nhớ ấn like video và nhấn theo dõi kênh để ủng hộ chị nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các bé.